Migasira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Kosala, được đặt tên là Migasira, theo ngôi sao ngày sinh. Học theo văn hóa Bà La Môn, Ngài thực hành bùa chú sọ người. Khi Ngài đọc lên bùa chú và lấy móng tay gõ trên sọ người, Ngài tuyên bố, người này sẽ được tái sanh trong giới này, cho đến với những người đã chết được 3 năm. Không thích thú đời sống thế tục, Ngài trở thành người du sĩ. Với hạnh sọ người của Ngài, Ngài được cung kính cúng dường. Đi đến Sawati, đứng trước mặt bậc đạo sư, Ngài tuyên bố sức mạnh của Ngài. Thưa tôn giả Gotama, ta có thể nói chỗ tái sanh của những người đã chết. Đức Phật hỏi, ông làm như thế nào? Ngài cho đem lại một sọ người, đọc lên bùa chú. Với móng tay gõ trên sọ người, Ngài tuyên bố đọa xứ vân vân là chỗ tái sanh. Đức Phật cho đem lại sọ người của một tỳ kheo đã chứng Niết Bàn và nói, hãy nói chỗ tái sanh của người này. Migasira đọc bùa chú, lấy móng tay gõ trên sọ người, nhưng không thấy đầu đuôi như thế nào. Rồi Thế Tôn hỏi, này du sĩ, có phải ông làm không được? Ngài trả lời, tôi cần phải xác chứng cho chắc chắn. Nhưng dù cho Ngài xoay sở như thế nào, làm sao Ngài biết được sanh thú của vị A-la-hán? Ngài xấu hổ, toát mồ hôi, im lặng. Này du sĩ, có phải ông mệt mỏi? Vâng, tôi mệt mỏi. Tôi không biết sanh tử của vị này. Ngài có biết chăng? Ta biết được, và ta biết nhiều hơn thế nữa. Vị này đã nhập Niết Bàn. Vị du sĩ nói, vậy nói lên cho con bí quyết ấy. Vậy ông phải xuất gia. Rồi Migasira xuất gia và được dạy cho đề tài tu định, an trú vững vàng trên thiền và thắng trí. Ngài thực hành thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên chánh trí của Ngài như sau. Từ khi ta xuất gia, trong pháp bậc chánh giác, giải thoát ta tiến lên, ta vượt qua dục giới. Nhờ phạm trí quán sát, tâm ta được giải thoát. Ta giải thoát bất động, mọi kiết sử đoạn diệt.